Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Nhật Khải em ơi. Lần này thì ở Ban Khải vừa đánh rớt một cái rương kiểu một phái lồng vào tối hôm nay. Và giờ anh em hiện tại giờ thì nó thiệt là rương thì anh em mở quá nhiều à. Đâm ra gọi là nó nhiều quá rồi, mở tràn lan này hại quá. Nhiều đồ thì xài được, nhiều đồ không xài được. Nên nhiều anh em cũng, nhiều anh em như anh AK, anh Lúa, Tâm Thánh này nọ hồi xưa hay mở rương này nọ. Đây cũng hơi chán chán không muốn mở. Thôi, bây giờ thì coi như bàn bỏ ra rương, với lại một chìa khóa hai kim. Giờ thì mở ra được đồ gì thì bán theo giá tiền giá đồ đó. Rồi chích phát lương nha anh em. Như hôm qua thì đấu được 8 kim, đấu được 10 kim, trả lại 2 kim quỷ ban, rồi lại 8 kim chia đều hết anh em. Mỗi người 363 xu nè. Rồi bây giờ tiếp tục ra rương thứ hai. Để xem tiếp tục hãy mở thử nhân phẩm thử mở ra gì nha anh em. Đây. Ok. Quay lại. Ok, giờ anh mai anh bảo đặt cáo cái ban rồi có ai đặt đồ gì nữa không anh em? Anh đặt cái đao cung luôn. Cái đao cung luôn. Đai Định Khái, ok. Cái này cứ mở ra Đai Định Khái này, áo cái bang này. Gì nữa ta? Áo năm đạo. Anh đặt gì? Nhận cái không phải, ok. Rồi, anh em sẽ đặt hàng, ok, khai khu rương. Đó, hôm qua được một rương 10 kim cho anh Lúa rồi, giờ hôm nay có ai đây? Ôi, đi lên hot sơn cho nó đẹp trai nè. Khi nào được cái nhẫn được không? Có khi nào thêm cái nhẫn vụ ảo không? Có khi nào được cái nhẫn không thì anh em đừng có xin nhé. Ừ, có giá hay. À, dây chuyền con luôn. Ngon lắm này, có anh em nào cần không? Anh em có cái bụng nào không? Bỗng nhanh, bỗng xanh hả? Để em có nhận đó luôn. Bỗng xanh thì em có cái bóng cổ hồi xưa, cùi bắp lắm. Có tóc 30 à. Đưa đây anh cho con xe cầm mà. Không có dòng gì hết đó. Ok, để em coi nó ở đâu. Bớt em có nhà kia mình luôn rồi. À, Tương Nhân Nam anh, cái gì chả cái gì hết đó. Rồi. Xin cái bổng luôn, xin cái bổng. Ấy cái bổng kìa. Ờ, không có bổng kìa. Ủng cho em xe đưa lên cái bổng hả? Ờ, bổng kia làm chậm thôi mà. Không gần, bổng chậm được. Bổng nó mót á, bổng nó mót kìa, đúng rồi, một tóc 30 á. Bổng nó mót đâu. Đúng rồi. Bổng nó mót, đúng rồi. Để em cho cái phổ bổng nữa, lên cấp 10 thôi. Ờ, đây cái phổ bổng đây. Ừ, để em nói cho em. Rồi, giờ khui cái rương nè. Khui rương nha nè. Ở trong người. Khui. Xem video. Khui hàng gì đây? Cái gì đây anh em? Anh em xem là cái gì anh em ơi? Ngọc Hòa Liên Nhạc. Mấy hàng đó không có anh em ơi. Mấy hàng đó hàng đặc quyền. Đu top này nọ mới có. Bỗng cái ban ngọc bò lên nhạc đồng cường này nọ. Ba tay đồng cường này nọ thì chỉ có đu top này nọ mới ra anh em ơi. Khui này. Khui nha nè. Khui. Xem được mấy ô đây. Khui. Mấy ô đây. Ôi cha. Áo. Lô. Cái đặt áo cái vàng không? Áo cái vàng. Áo. Áo đem đọc rồi, lứa vô tiền nữa. Lúa cần nữa, vô tiền nữa. Đó. Thấy chưa? Bình tĩnh. Từ. Đấu giá mùi hay là đấu giá khui? Tâm Thánh đồng ý đi, Tâm Thánh ơi. Áo này, áo giá 10 kim, đấu giá mùi 10 kim lái ngay luôn, đỡ không có đâu. Nó mát rồi không? Trên 47 10 kim, ok. Đúng rồi, chắc chắn em nói thiệt, trên 47 là 10 kim chắc rồi. Bây giờ đấu giá mù đi, giờ anh em thử đi. Thấm ở khui luôn đi anh. Khui đi, coi ốp, anh cho giá cho Lúa nè. Ok, giờ là anh em muốn khui là coi ốp định giá là lỡ hàng đẹp là giá cao đáng chịu nha. Ok chưa, lỡ mà 50, 3 cấp như anh Lúa, anh Cuốn là hàng đẹp giá cao đáng chịu nha. Ok. Rồi ơi, anh Lúa thì không đấu đấu kia đúng không? Giờ em khui nha. Khui đi. Không. Cái này đấu giá mù ít nhất phải trên 7 kim tiền rương chứ, 5 kim lỗ sao được. Ừ. Còn nếu mà 5 kim phải mở ra, nếu min thì 5 kim thì mới ra. Ừ, giờ mở nha. Đấy, thấy chưa? 463 cấp đẹp luôn. Đó, thiếu một hộp thôi. Được. 3 cấp được. Hai. Đi kế Nga Mi là đủ. Dư sức. Áo này dư sức. Người ta đã
Rồi bây giờ nè, giờ cứ nói qua nói lại chỉ vài dòng, cứ rao kênh bang, số kia mà anh em lên giá tự đấu. Đó. Lên em 100 xu, anh em nào cần thì lên. Đó. Coi như bù tiền rương cũng được, anh em nào cần thì lấy. Đấy. Mang áo này đẹp gơ luôn nha. 46 ba cấp. Được, được xem nào. Áo đẹp, áo này 47 nữa trời ơi, nó 47 là tiền gì luôn, đẹp luôn đó. Chứ mà 34 là 47 là đẹp luôn luôn. Ôi, sâu quá trời kích. 3 cấp 9 lít anh, 3 cấp 9 lít mà. À 47 nó mới đẹp. Trời, 47 là nói gì nữa. 47 là đẹp rồi. 47 đủ móc. Đúng rồi, 47 đủ móc. Đó, còn không ai đấu thì thôi, cấp vào ủy ban vậy thôi. Chứ anh đang cần cái áo mà không đấu thì em đấu cho xe luôn quá. Em đấu đi cái áo đó 34 rồi, thà anh mua cái cao cao xíu 36, 37. Ok. Ừ, giờ anh em nào đấu anh em ơi. Đủ 9 nít luôn, 3 cốc luôn nè. Khả không cho em đọc hay cho em đọc mà lấy. Để cho người bật xúc cùng anh đi. Ok. Ngồi chết cùng anh, ok. Đó, 42. Đó cái 40 kìa. Đúng không? Hai cái áo này giống nhau ấy. Đó không cần cái 40 kìa. 30 này 45 nè. Nè. Nhưng mà cấp trên nick có 2 cấp thôi. Đấy. Đâu anh có thấy đâu. 40 nè, đặt móc nè, anh thích cái móc chón nè. 40 vẫn được. Móc trắng không cần vì nó. Thì đúng rồi mà anh lại cứ một hai đồ móc chón mới nói đó. Thì anh lúa anh đo móc chón em mới nói. Ủa sao cứ đo móc chón chứ em không hiểu đây. Năm động là đỡ bùa thì đi theo đánh đau cho nít là đẹp. 34 nó vẫn đủ trắng mà, bởi vì là nó đeo cái bao tay. Nó còn móc chón là áo dưới anh em. Đây. Nếu mà còn móc chón thì mua áo của ông này. Đó. Còn nếu mà còn phục hồi thì phục hồi chủ yếu phục hồi này là đi nghe mi là đạt đẹp nè. Càng cao càng tốt. Này thì 45 cũng được. Nói chung là nếu mà được thì anh không thích cái hiện âm chạm thì anh có thể lắc áo này đó. Bây giờ ví dụ như anh Phong anh cuốn chơi kiến muốn lấy cái đồ của ban để anh em mình có lương à. Chứ lại cho nó nhẹ nhàng đấy. Đúng rồi, giờ không có áo như vậy là theo anh cuốn là chuyên năm độc thì em mang áo này ok không? Áo của ban trời gặp em thử áo này cũng quá đẹp luôn, như muốn nữa chờ anh tí anh chờ cái chó thì em bó tay rồi. Anh phải đi với Nam đi. Đúng rồi, năm đập búp mà kèm cái đao 9 ít này, anh búp xong 2 bùa hoặc là 3 bùa anh quất cái đao 9 ít nó cực kỳ thốn, hiểu không? Còn con này con ngâm mi là con này á solo á, con võ đang giờ con lôn nào cũng chết cho anh rồi, đừng nói bỏ cái chón không quan trọng. Đó, cái quan trọng là phòng thủ với một hồi. Đó. Chị chưa biết sao 4 kim nữa là cái gì? Dạ. Yeah. Ai mua 4 kim. Nó rẻ đâu. À. 40 thì đi mới à, dạng cho em lấy áo 40 thì mít quá, 40 thì mít quá. Cái 46 này đẹp này. Cái này mà 47 là càng pin nữa. Cái 47 là càng kỳ bằng pin càng pin nữa. 43 vậy. 43 44. Đúng rồi. Đây giờ đây lấy đi luôn. Làm bia chai ok lấy đi anh. Lấy còn lấy xong còn 4 kim phát lương anh em, tại vì trả là 2 kim ban rồi. Rồi tiếp tục. Đó, anh cần món gì có món đó. Anh thấy chưa? Anh cần món gì có món đó, anh cảm giác thấy ok chưa? Ok ok. Nón cũng có, áo cũng có, cần gì có đó. Rồi. Anh không có. Nghe rồi. Áo đẹp. À, cái này 47 nó đẹp nữa. Làm gì? Này 47 nó quá đẹp. Tôi mai đi anh nhân đi nằm. Đi nằm. Giá khác liền luôn. 47 là đỡ đi solo là đẹp luôn. Còn này theo xe thì nó gọi theo xe là quá đẹp luôn rồi. Còn 47 là cầm đi solo nó cũng trời ơi khỏi chơi luôn. Còn áo của anh Cuốn này họ gọi là quá rẻ. Hồi trước mở ra bán với giá ngang đồng giá là quá rẻ luôn. Áo này quá đẹp. 50 chơi sập server vẫn chất lượng. Nhìn áo anh Cuốn nhìn quá đẹp. Ơi này hồi đó 12 kim quá đẹp luôn. Đó này. Đó. Nói chung hàng áo năm độc thì tầm này là được giá cho anh xài rồi. Không quá mắc cũng không quá rẻ. Gọi là hàng trung bình, hàng tốt. Ok. Chứ không phải quá cùi. Trời ơi, cái năm nó 47 nữa là đẹp quá nè. Có thấy thằng nào nó bảo đâu. 47 nữa quá chắc rồi. Ok, 4 kim có lương cho anh em, tiếp tục phát lương. Đó. Bạn ơi, sao? Hai kim này trả ban này, không bằng tính này. Đưa hết trăm vòng đó. Rồi,
Ok anh em ơi. Ok anh em ơi, ở video này thì sau khi khui ra thì ban mình đặt hàng khá là nhiều. Và đặt áo, cái ban áo nem độc này nọ, ai ngờ lại vẫn ra áo này mà. Nên là ok. Và cũng bán gọi là kiểu bán vừa lỗ luôn. Tại vì cái rương thì 5 kim đi, mua thêm 2 chìa khó là thành 1 chìa khó là thành 7 kim. Thì đúng là ra được hàng này thì coi để chung ban, cũng như là còn 6 kim thì coi như là lỗ 1 kim của anh em đánh boss thôi, cũng chả vấn đề gì. Còn lại 4 kim phát lưng những anh em đánh boss thôi nè. Rồi, anh em xem video thì cho Khải một like ủng hộ chơi nha anh em ơi. Nói chung là ban Khải là vui vẻ và ngáo ngáo ngơ ngơ vậy thôi anh em ơi. Nhưng mà cái nào được thì mua cũng được thôi, nhưng mà ủng hộ ban thì cũng tốt nè. Đó, vấn đề đó. Còn anh Lũ không mua thì cũng có thể bán ra ngoài, hoặc là bán lại anh em trong khác trong ban thì cũng tầm giá đó thôi, cũng không hơn được. Thì vì cái áo đó nói chung là đẹp đẹp thiệt, nhưng mà so với hiện tại thì nem độc rất là ít. Còn nem độc bùa của xe thì người nào chịu chơi lắm thì sắm xếp ông ban, định sắm xếp ông ban thì mày này nọ mới mang được áo đó. Thì nói chung cũng gọi tầm ổn rồi. Rồi, ok, bây giờ Khải sẽ đấu giá lấy 4 kim là phát lương tiếp tục cho anh em thôi. Anh em đừng quên cho Khải đăng ký kênh ủng hộ cho anh em. Khải sẽ tiếp tục, nếu thì ban có khui ra rương nào nữa Khải sẽ khui tiếp tục cho anh em xem nha.